Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bến Thịnh nha. Cuối ngày thì anh em nhìn cái chiến trường của mình đây. Đây, máy chưa làm tới, máy đã làm xong. Đó, nhiều vô cùng ha. Đây là con Pixel 6. Mình đã hoàn tất quá trình thay mặt kính rồi. Thì Bến Thịnh làm chuyên về Pixel từ trước đến giờ rồi. Làm tất cả các lỗi từ đơn giản đến phức tạp nhất luôn, chứ không phải riêng về thay màn, thay kính hay chỉ chuyên về sửa chữa vân vân. Đó, mình làm full ha. Anh em nào giờ xài Pixel lâu năm thì chắc sẽ biết đến mình trong cái giới này. Rồi ok anh em, bây giờ máy này nó bị bể kính và rồi hôm nay mình sẽ nói với anh em về cái công tác thay mặt kính cho dòng Pixel 6 nói chung và series Pixel 6 Pro, 7 Pro rồi 7 áp dụng chung một nguyên tắc nha anh em. Bởi vì nó dùng chung một cái chủng loại màn hình chúng ta hay gọi là màn hình OLED. Màn hình OLED thì nó có hai cấu thành là mặt kính bên ngoài và cái lớp phôi OLED ở bên trong. Lớp phôi OLED bên trong đảm nhận hai nhiệm vụ, đó là hiển thị và cảm ứng. Mặt kính bên ngoài nó chỉ là một cái lớp kính đúng nghĩa thôi, nó trong suốt và nó ép vào cái lớp phôi OLED đó để đảm nhiệm vai trò là gì? Vai trò nó hình thành cái thiết kế của mặt trước của thiết bị. Chúng ta vuốt chạm là chúng ta chạm vào cái mặt kính chứ không phải là chúng ta chạm vào cái phôi màn hình bên trong. Đó là cái bộ phận tiếp xúc trực tiếp với tay của chúng ta. Đó, và nó bảo vệ cho lớp phôi bên trong. Lớp phôi OLED là nó vô cùng mỏng manh. Đó, rất dễ hư hỏng khi tiếp xúc với những tác nhân của môi trường vật lý bên ngoài, nên nó cần có một lớp kính cường lực để nó bảo vệ là vậy. Đó. Thì khi anh em đánh rơi hay va đập thiết bị thì cái tình huống anh em gặp phải nó chia ra làm hai tình huống. Một đó là anh em cầm máy lên em thấy vẫn hiển thị hình ảnh bình thường, cảm ứng vuốt chạm bình thường mà cái kính nó bể, thì chúng ta xác định lúc này nó chỉ bể cái kính ngoài thôi. Cái phôi bên trong nó vẫn còn nguyên. Và cái giá trị nhất là cái phôi đó, thì chúng ta sẽ thay riêng cái mặt kính. Và ở đây Thịnh nhận với anh em đó là đúng tình trạng như vậy thì mình nhận bao 100%. Đó, chứ mình không có báo rủi ro hư màn gì hết. Đúng tình trạng anh em chỉ bể kính là chúng ta thay kính thành công. Rồi vấn đề thứ hai đó là nếu anh em cầm máy lên anh em thấy bể vỡ sau đó, nhưng mà anh em thấy màn hình nó có những cái đốm đen, có những cái đường sọc, hoặc là cảm ứng nó liệt, nó loạn, thì lúc này chúng ta phải thay nguyên một cái màn hình luôn. Anh em có đi thay cái lớp kính ngoài nó cũng không bao giờ hết được những cái đốm mực, những cái sọc, những cái liệt loạn cảm ứng đó. Đó, anh em thấy rất là dễ hiểu ha. Những cái clip của mình nói cho anh em ở vị trí người dùng cuối cùng. Những anh em thợ vào đây thì nói cái điều ai cũng biết là cái điều đó là mình không dành cho những anh em thợ. Đó, nên là anh em đã biết rồi, dĩ nhiên là không cần coi. Còn có những người dùng người ta không biết, máy người ta chỉ bể kính thôi. Mà người ta đi nghe tư vấn là phải thay nguyên một cái màn, tốn tiền hơn gấp mấy lần. Đó, anh em hy vọng anh em là đối tượng mà hình hướng đến của video clip sẽ coi được cái clip này ha. Anh em biết máy mình cần làm gì, như cái máy này chỉ thay kính thôi, tốn mấy trăm ngàn chứ không phải là mấy triệu đồng để thay nguyên cái bộ màn hình. Rồi nói về cái vấn đề thay kính thì công tác thay kính nó được quyết định bởi hai cái yếu tố. Một đó là chất lượng linh kiện, chất lượng máy móc. Máy móc ở đây là máy móc ép kính, máy móc hút chân không vân vân. Đó. Và thứ hai đó là tay nghề của người kỹ thuật viên. Nè, một cái đơn vị chuyên về thay kính khi họ lắp ráp, họ hoàn thiện máy, độ hoàn thiện sẽ rất là cao. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là họ ráp máy nó sẽ khít, nó sẽ đều. Đó, nó không có cong kênh. Đó, có những người thì ép vô nó méo khung, ráp vào khung nó kênh, nó lệch, nó méo. Đó, đó là những lỗi gặp phải khi mà ép kính. Nhiều khi anh em cứ nghĩ là ai treo cái bảng ép kính thì ép cũng giống nhau, không phải vậy đâu. Cùng một cái tên đó, nhưng cái dịch vụ sửa chữa nó mang tính chất thủ công rất là nhiều. Đó, có người thợ khéo, có người thợ giỏi, có người thợ không khéo, có người thợ chỉ mới tập tỉnh vào nghề. Thì nói chuyện mà cái người học việc mà. Rồi xin chào anh em, tình huống rồi một cái tình huống éo le xuất hiện anh em. Đang chém gió với anh em thì khách tới lấy máy luôn. Thôi thì có con này cũng mới ép kính xong nè, con Pixel 4A 5G nè. Thì nói chung về cái đại ý thì nó cũng là màn OLED. Đó nên là anh em phải lưu ý. Và anh em phải lựa cái nơi chuyên về cái dòng máy đó, chuyên về ép kính cái máy đó luôn. Chứ anh em đừng có nghĩ cùng là ép kính thì ông ép iPhone cũng ép được Pixel và ngược lại, không có nha. Đó, có những người ta chỉ ép rành về iPhone thôi, đưa Pixel người ta không nhận. À, nên là để mà chắc chắn cái quyền lợi của mình, anh em tìm đến những nơi mà chuyên về cái mẫu đó luôn. Đó là cái kinh nghiệm sửa chữa cho anh em. Đó. Rồi
Thứ hai, trước khi ép thì chúng ta đồng kiểm thống nhất về tính năng. Tôi giao máy cho anh màn hình như thế này, tính năng như thế này, như thế này. Đó, thì ép xong mọi thứ nó phải như vậy, phục hồi cái màn lại như ban đầu. Rồi có tính năng gì phát sinh nó không đúng với ngay lúc đầu đưa thì cái đó là trách nhiệm của đơn vị sửa chữa. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi anh em không biết thì anh em lại rước cái thiệt hại về cái bản thân mình. Rồi, anh em nào cần thay mặt kính Pixel 6, 6 Pro, 6A gì đó, 7, 7 Pro gì đó ha, tất cả các dòng đời cao nhất của Pixel, mình luôn sẵn sàng hỗ trợ và đưa ra cho anh em một cái giải pháp tối ưu. Anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để ở bên dưới phần miêu tả nha. Bye bye anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ.